nhằm dằn mặt bọn muốn cướp chồng mình. Sau khi tan học, Kyoko đưa Izumi về nhà mình, bố Hori lại không nhận ra cậu. Ngay lúc này Izumi nhận được cuộc điện thoại của bạn cấp 2 Koichi, thế là hai người kéo nhau đến nhà cậu ta. Hori nhìn thấy hình dạng mới của Izumi thì bật khóc nức nở, hóa ra cậu ta gọi hai người đến đây là vì vừa mới trúng được một số lượng lớn kẹo hoa quả, một mình ăn không hết. Kyoko sẽ thử một cái kẹo cho lên miệng, thực sự là viên kẹo này vô cùng khó ăn. Thật không ngờ ngay sau đó Izumi quay sang hôn trực tiếp lên môi của Kyoko. Izumi qua nụ hôn này đã cướp được viên kẹo của Kyoko về miệng mình, đúng là một màn cơm chó chất lượng, cả mặt Kyoko đỏ bừng. Hôm đó Izumi đang ngồi dưới cây cổ thụ nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái lạ mặt, cô bé đó dùng ánh mắt hằn học nhìn anh, điều này khiến cho Izumi vô cùng tò mò. Sau đó